Thưa quý vị và các bạn, gỏi lá Tây Nguyên, món ăn nằm trong top 10 đặc sản Việt Nam đạt giá trị ẩm thực châu Á, được công nhận năm 2013, có một sức cuốn hút lạ kỳ, bởi nếu ăn một lần thôi sẽ khiến bạn phấn vương lưu luyến. Và để cảm nhận hương vị rất riêng và đặc trưng của món ăn mang hương vị núi rừng Tây Nguyên, mời bạn hãy một lần đến với phố núi Pleiku. Quả đúng như tên gọi, gỏi lá. Món ăn này nhìn vào chỉ thấy toàn lá là lá. Ước tính mỗi mâm đúng chất gỏi lá Tây Nguyên nói chung, phố núi Pleiku nói riêng có tới 30 loại lá khác nhau. Thậm chí có nơi có từ 40 đến 50 loại lá. Trong đó có những loại lá quen thuộc như cải, tía tô, sung, đinh lăng, mơ, thành, húng. Và có cả những loại lá chỉ núi rừng Tây Nguyên mới có. Tất nhiên gỏi lá không thể chỉ có lá, mà còn có nước chấm được làm từ gạo nếp cho lên men, đem ủ với tôm khô, thịt ba chỉ, rồi xay nhuyễn. Sau đó người làm nước chấm phi hành thơm cùng mẻ, sa tế, gia vị, rồi cho vào hầm tạo nên thứ nước chấm sền sệt, ngon ngất ngây. Cùng với đó, đĩa thức ăn đi kèm quen thuộc đó là thịt ba chỉ luộc thái mỏng, có thêm tôm biển hồ, bì lợn luộc và được trang trí nằm gọn giữa một mâm xanh màu lá, liền kề đĩa muối hột, ớt xanh. Thì lá này á, tức là một đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên và người đồng bào của Gia Lai này khám phá ra. Và khi các loại lá này á, nó có những cái vị khác nhau và những cái đặc trưng của mùi vị nó khác nhau. Có những lá này như lá chua hay là lá này là lá chát. Đó. Và có những loại lá mà nó là rất là đặc trưng của đất Tây Nguyên. Và trong đây có một số lá như là lá đinh lăng, lá ổi rừng, lá trăm rừng. Mà những loại lá này khi ta hòa quyện vào ăn và chung với cái gia vị và nước chấm này nó có những cái vị khác nhau, trong đó nó có cái như này những vị chát khác nhau hay là vị chua khác nhau và nó sẽ tạo nên một cái hấp dẫn, nó cái đặc trưng của cái Tây Nguyên mình. Ăn gỏi lá cũng là một nghệ thuật rất riêng. Trước tiên lấy lá cải hoặc lá mơ làm lá cuốn, sau đó cho thêm lá chua và vài lá khác tùy lựa chọn của người ăn, cuốn thành cái phễu nhỏ, bỏ miếng thịt ba chỉ, tôm, bì lợn vào trong, nhất định phải cho thêm hạt tiêu, ớt xanh, muối hột và một chút nước chấm. Mỗi lần cuốn lá là những loại lá khác nhau, tạo nên hương vị khác nhau. Khi thì chua chua lá xoài, khi thì bùi bùi lá sung, chan chát lá ổi, vị đậm đà của tôm và thịt, vị cay nồng của hạt tiêu, hay chua nhẹ nhẹ của thứ nước chấm đặc biệt, tan dần giữa chất thanh mát của các loại rau, khiến người ăn có được cảm nhận thực sự khó quên. Món này thì nó có hương vị rất là lạ. Ở Tây Nguyên mà có được cái món gỏi lá này thì gần như là một cái món độc đáo. Nếu như khách du lịch mà tới đây để thưởng thức món này á, thì thấy là thú vị lắm. Có nhiều số người ở Sài Gòn ra đây là mình cũng dẫn ra, vì mình là cũng dân ở đây, cho nên là có một số người bạn đó, là mình đưa tới cái món này, thì họ ăn, họ lại chụp hình đưa vào trong đó là xem như là cũng quảng bá là cái hình ảnh của Gia Lai, các khu núi đó. Gỏi lá không chỉ là món ăn đậm đà, mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên, mà còn là nét văn hóa hòa quyện với tâm hồn, tính cách của người dân vùng cao nguyên. Hương vị mặn mà và nồng nàn ấy mãi lan tỏa, mời gọi du khách một lần đến với phố núi Pleiku, đến với Tây Nguyên để thưởng thức nét ẩm thực có một không hai này.